Em bất nam có nụ cười đẹp, phải bó nó hai miếng mới đẹp. Mẹ em cũng muốn có cháu nội lắm luôn rồi. Em nghĩ là làm dâu cũng có cái tốt. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Chào bạn, mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em tên là Phan Minh Phát, hôm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên tài chính. Trước đây thì em đã từng du học cũng cỡ 8 năm. Dạ, có bằng thạc sĩ rồi làm bên Mỹ 1 năm rồi mới qua đây làm hơn 1 năm thôi ạ. Rồi, tới bên đây. Em tên là Nguyễn Thị Lan Phương, 23 tuổi. 23 tuổi. Hiện nay làm quản lý bán hàng và marketing cho công ty sự kiện. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Có 3 mối tình rồi. 3 mối tình rồi. 23 tuổi có 3 mối tình là cũng hơi nhiều đấy. Cũng khá. Dạ, biết yêu từ năm lúc mấy tuổi bạn? Dạ, từ năm lớp 11. Mối tình gần đây nhất là mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi chị. 2 năm rồi. Thế tại sao 2 năm nay không có mối tình nào nữa? Tại nói chung là đợt trước có quen cái người mà không tốt lắm, cho nên là dù giờ mình quen ai mình cũng cẩn trọng hơn. Chỉ là quen là muốn xác định là ai được có thì quen lâu dài luôn. Là mình tính thế nào tới tiến tới hôn nhân? Thầy bói nói 2 năm mới đẹp. Thầy bói nói 2 năm nữa mới đẹp, hay đi coi bói lắm hả? Dạ không, coi tử vi trên mạng đó chị. Rồi có tử vi có nói tuổi nào hợp với mình không? 85. 88. Em 88 chị. 88. Vô rồi. Hai đứa kia là ta trải qua 3 mối tình rồi. Còn mình lý do tại sao ế đi ra qua nước ngoài làm việc 8 năm rồi về đây nữa. Sao ế được? Cuộc đời nó có những cái mà nó ngồi á. Bản thân em ra ngoài em diễn thuyết, em nói làm bất cứ điều gì. Nhưng mà khi mình tiếp xúc với con gái thì em rất là run. Em nhắc gái nhỏ giờ rồi, nó khó rồi. Vậy mình run trước mấy mối tình rồi? Dạ mới có một rồi. Việt Nam hay là ở bên nước ngoài bạn? Dạ ở bên nước ngoài. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì là bạn kia thì bạn có chí hướng là ở bên nước ngoài để bạn công tác. Còn mình thì mình phải về Việt Nam, mình trách nhiệm gia đình này kia, thành thử ra là... Nếu người ta học thạc sĩ xong là ở bên kia luôn. Tư tưởng em nghĩ là ở đâu làm cũng được. Quan trọng là bản thân của mình á, ở Việt Nam thì em có gia đình, thì em phải có trách nhiệm của em. Và em cũng phải biết giữ lấy cái cội của mình. À. Bây giờ mình đã muốn kết hôn chưa bạn? Dạ muốn lắm rồi chị. Mẹ em cũng muốn có cháu nội lắm luôn rồi. À, dạ. Vợ có phải làm dâu không bạn? Dạ có ạ. À đó, thấy không ngộ ha. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân sắp tới chưa? Dạ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dạ. Được là cưới luôn đúng không? Dạ. Rồi để mình hỏi bạn gái bên đây xem bạn em có chịu làm dâu không? Dạ làm dâu được ạ. Em nghĩ là làm dâu cũng có cái tốt. Sau này mình có công việc gì đó bận rộn thì bố mẹ có thể hỗ trợ. Chính xác. Dạ. Với lại đặc biệt là em rất là thích nấu nướng. Nấu ăn cũng khá ngon nhưng mà có một cái khuyết điểm cũng chắc cũng lớn. Không thích dọn dẹp nhà cửa lắm. Trời sao giống chị quá vậy? Hơi dẻo miệng chút. Hơi dẻo miệng. Cũng được lòng phụ huynh lắm. À vậy hả? Dạ. Còn những cái khuyết điểm của mình? Em hơi thẳng tính. Có gì thì hay một tuyệt ra vậy đó. Chắc đặc điểm của con Bạch Dương á. Trời cô này có vẻ mê tín quá ta. Nhưng mà nó nghe là mình có cái đưa ra cái chuẩn, cái mẫu người đàn ông mình cần tìm không? Chị biết Song Joong Ki không? Trong phim á. Nhưng mà em thích cái em, ý em là em Bắc Nam có nụ cười đẹp. Tôi qua tôi coi cái thôi. Xoay qua đây cười cái coi. Nụ cười này đẹp không anh Linh? Cười có duyên. Mỗi người có một cái nụ cười riêng. Không ai giống ai được trơn. Có khi mình thích nụ cười kia, nhưng mà về đây có nụ cười này không đẹp bằng nụ cười kia, nhưng mà thích hơn. Anh không thích cái điểm gì ở người con gái? Chú trọng quá nhiều ở vẻ bề ngoài của người đàn ông. Chị mới lừng khừng cái nụ cười cái là em nói chị á phải không? Dạ không, em không nói chị. Ý em nói là giống như là bản thân của em là em không có chú trọng với bề ngoài của đối phương nhiều lắm. Vậy thì bề trong của em có cái gì đặc biệt? Tính tình em thì ít nói, hiền lành, keo kiệt với bản thân nhưng mà hào phóng đối với lại mọi người xung quanh. Keo kiệt với bản thân là sao mà hào phóng với người xung quanh là sao? Thì em đi làm rất bình thường, cũng nhiều khi tô phở với bánh mì thôi. Rồi. Nhưng mà giống như nếu mà người yêu của em mà bữa nào mà thích mà đi ăn gì đặc biệt đó là giống như quất cái nhà hàng sang thì em sẵn sàng em chở em đi thôi. À, nhưng bản thân mình thì cũng tiết kiệm nhưng mà với bạn gái là cỡ nào cũng chơi. Dạ. Nhớ nha. Dân gian tao nói là dạy gái. Có đó gọi là ga lăng nhục thiệp chứ có gì đâu. Chứ lại vợ mình phải sợ chứ, phải học hỏi anh Linh vậy là gia đình hạnh phúc vững bền. Đúng không em? Quên, đi học 8 năm mà bển về ít nhất phải có tiếng Anh rồi gì chứ, làm bạn hát tiếng Anh rồi gì coi. Giờ bắt đầu nói chuyện với gì tường bằng tiếng Anh đi. Thôi khỏi, khó qua hát tiếng Anh đi cưng. 2 3. You must believe fairy tales come true ever after happily dreams come true. Just believe in me. Sao ta hát mà anh lên gãi đầu vậy? Anh không hiểu. Sao nó kể về mối tình giữa hai người mà mong muốn là giống như nó trở thành một cái chuyện cổ tích như vậy đó. Rồi. Không mà nó nghe nè, sao hát giống đọc quá vậy? Em đâu nói em hát hay đâu chị.
người ta có cái khiếu thì dịch ra vậy thôi được rồi, đừng có đòi hỏi lớn quá. Em biết hát mà, em làm hát bản hát gì mà cho nó xôm xôm nữa, anh Kiên hát buồn quá à. Dạ anh Kiên nó hát buồn nhưng mà anh dễ thương lắm, rất là thân thiện, rất hoa hậu luôn. Hôm nay em thích hát dữ lắm luôn mà tự nhiên em bị cúm. Kệ nó sao đâu, hát cúm hát tao hát cúm. Còn dạ, giọng em hát được đó. 2, 3. 2 AM and the rain is falling. Thôi khó quá, bỏ qua luôn đi. Bỏ qua đi anh. Em cứng rồi. Đoạn nó cho qua đi. Mình sẽ cùng giao lưu với người thân để xem ý người thân thế nào ha. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có bạn thân nhất mới từ Đồng Nai lên tham dự. Từ Đồng Nai lên tham dự luôn. Rồi, bạn thân đâu? Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, chào em. Em thấy anh bên đó như thế nào? Có hợp với bạn mình không? Dạ, hợp đấy ạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ, cũng rất là có duyên ạ. Dạ. Em có bao nhiêu anh em? Dạ, em chỉ có một thằng em thôi ạ. Có thằng anh nào không? Dạ không. Hôm nay ngoài em trai của em, có mẹ em rồi hả? Dạ có. Quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của cô thế nào? Phát là người đàn ông của gia đình thật thà và hiền lành. Chính chỗ đó nó hơi kém như bạn gái. Thật thà chất Phát từ từ sao có cái gì quý báu sẽ tự tìm đến. Mời em trai của Phát, em thấy tình hình có phát triển được không? Dạ em thấy là có thể phát triển được á, tốt luôn á. Tốt luôn ha. Dạ em thì không dám có ý kiến cho anh hai nhiều nhưng mà có cơ hội thì có thể thử. Thử gì? Thử hẹn hò á chị. Thử hẹn hò thiệt luôn chứ thử gì nữa. Em có câu nào em muốn nói với bác không? Dạ bác ơi, bác có khó tính không vậy? Mình rất là thích người phụ nữ của gia đình biết nấu ăn là tốt rồi. Không, anh nghĩ một người mẹ mà đến đây thì một người mẹ rất là hiểu tâm lý của con. Và người mẹ này không có khó tính đâu em. Không, thì thật sự mẹ em không khó tính. Không có khó đâu. Mà chỉ có nhiều khi lâu lâu dễ bực. Đúng rồi, có nhiều chuyện bực phải la lên chứ. Nhưng mà đây cũng phải là một bà mẹ chồng khó tính ha. Dạ, không khó đâu, đây là bà mẹ rất hiện đại. Dạ. Anh thấy được rồi đó, em về làm dâu về được rồi đó, có gì anh chịu trách nhiệm cho. Mẹ là tán thành rồi đó, em trai cũng đồng ý, thấy cũng hợp lý rồi. Còn điểm gì nữa ta hỏi trực tiếp với nhau luôn cho nó rồi, dễ. Rồi chúng ta kéo màn lên đi. Đấy, các bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Nhắc tuồng, trời ơi, để mẹ nhắc tuồng nữa. Phát ơi, nó chết rồi. Tặng em. Thấy chưa, mẹ vậy là không bao giờ khó tính, mẹ ga lăng hơn con luôn nữa. Cho anh hỏi quan điểm tình yêu của em đó giờ sao? Tình yêu là chỉ có một thôi, không có chia năm xẻ bảy gì hết trơn á. Tính em có hay ghen không? Ghen miệng thôi, nhưng mà tin thì nhiều hơn là ghen. Anh có lăng nhăng không? Không, anh đó giờ anh chung thủy. Anh thấy em sao? Nhìn em dáng đẹp. Không, em mập lắm. Thật sự đối với anh thì hình dáng bề ngoài nó không có nặng lắm, quan trọng là cái tâm hồn. Nhiều khi em nóng á, em cũng hai xấu tính một chút. Nhéo rồi đúng. Anh có thoải mái không? Thà là em nhéo người ấy thôi, chứ em đừng im lặng anh sợ. Nhéo nhưng mà nhéo. Nhéo vừa vừa thôi, nhéo yêu thôi chứ nhéo đau quá, bầm tím người ta cũng không được nha. Nhéo kiểu kính á, nhiều khi cái mặt của người ta vậy mà cắn nhéo lên chở người ta đi làm không được đâu ạ. Dạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ cũng dễ thương. Đó vậy được rồi, lấy nhau là con cái rồi sao? Con cái là của trời thôi chứ. Ảnh cho mới đẻ chứ của nào mà trời cho. Ý là mình không cần phải kiêng cử hay kế hoạch gì hết. Trời ơi, ra nguyên đội banh luôn hả? Không, ý em là mình không cần phải, dù như là nhiều người có đôn xong thì mấy năm sau người ta mới có con chẳng hạn. Đúng rồi. Mình thì mình không cần như vậy. Đúng rồi. Cứ tới đâu hay tới đó, không sao hết. Em lo được, thành thử ra tới đâu hay tới đó. Em cũng không có ép vợ nữa. Nói chung là vợ nào kêu thôi thì thôi. Trời đất ơi. Rồi. Ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay là không hẹn hò. Chọn hay không chọn. Đồng ý thì nhấn vô. Suy nghĩ cho thật kỹ bạn nhé. Rồi mời bạn nam để tay nút bấm. 1 2 3 Nắm tay nhau một cái xem nào. Em nắm tay em được không? Đây là những chiếc vé xem phim. Dạ. Một cặp loa của Sao Mắt i5. Dạ. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em để tặng hai bạn. Hy vọng rằng với cái sự hiện diện của gia đình hai bên ngày hôm nay, cùng với sự thỏa thuận các bạn về tính tình, về những cái nỗ lực trong tiến tới hôn nhân đó, chúng ta sẽ giữ vững và phát huy nó. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Quỳnh Linh. Ngoại hình nó chính là phải độc và lạ. Em không thích một người đàn ông quá. Mời bạn nam.
Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường. Chào. Bạn nữ nói trước đi, bên đây bạn nam đang rung tay lạnh ngắt như đá luôn rồi đó. Em tên Hoàng Thị Thùy Linh, 25 tuổi, hiện em là một thiết kế đồ họa. Quê đâu bạn? Dạ em quê ở Tây Ninh ạ. Tây Ninh. Rồi. Rồi giới thiệu đi bạn nam. Dạ dạ. Em tên Phạm Thanh Tâm. Dạ. Tâm đến từ Bình Phước. Bình Phước. Ở nghề hiện thiết kế nội thất ạ. À thiết kế nội thất à? Dạ. Đồ họa với thiết kế nội thất cũng giống nhau. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ. Năm em 27 tuổi. Có mấy mối tình rồi? Cũng ít nhất 3. Ít lắm, 3. Kéo dài bao lâu? 2 năm. Rung quá ha bạn, hít dạ. Thở sâu vô đi bạn. Dạ. Trong thời gian bên đây tâm sự là mình phải lấy bình tĩnh lại nha. Mình có thể giới thiệu cho mình một chút, có những cái điểm mạnh, điểm yếu nào? Sở trường của em á thì hay ảo tưởng sức mạnh. Sức mạnh của em là cái gì? Ví dụ như là em hay soi gương và em thấy em đẹp. Đi tắm em hát thì em thấy em hát hay. Em nấu ăn á, mặc dù không ai khen ngon hết nhưng em vẫn thấy nó rất là ngon. Tự tin, tốt. Vậy em coi như em đang tắm đi. Em hát một bài thử coi mọi người. Tắm ở đây đông quá chị. Để tắm đông hát hay hơn nữa. Cứ yêu nhau và cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Hay hay. Không ảo tưởng sức mạnh đâu, có sức mạnh thật sự. Bạn nam nghe giọng hát bạn nữ như thế nào, đã hết rung chưa? Thật ra bên đây cổ hát cô cũng rung dữ lắm. Dạ, giờ em chị đang hồi hộp cho em hát một bài vậy. Rồi, cho luôn. Em rung quá, lấy... Coi lời hả? Dạ, coi lời. Cái gì? Thôi. Sau cho em hát bài. Này mới chép hồi nào vậy? Hôm qua hả? Hôm qua. Sau đây là ca khúc Mắt Đen. Rồi, Mắt Chân Rồi. Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền không là cao xa, không thật gần nhưng chưa chan. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em âm lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới. Có giấy. Hay, hay, nói chung là hai người hát hay. Ủa, rồi. Ủa đang hay mà dừng giữa chừng vậy? Cầm giấy coi mà đọc chữ không chạy hả bạn? Đọc không kịp. À, vậy hả? Hai hai cặp này thấy là ổn rồi đó nha. À, tại sao em lại... Ê. Cái câu này nhiều người hỏi em lắm. Thường á, em chơi chung với một nhóm bạn thì người ta gọi là ế đoàn kết đó chị. Tại vì tụi em chơi chung với nhau, chơi đi đâu cũng có nhau hết, nên là rất là khó kiếm được một người khác để tụi em quay. Trời ơi. Mình cần tìm kiếm một người đàn ông như thế nào? Em muốn tìm một người chín chắn hơn em, tại vì em còn nhiều suy nghĩ hơi con nít quá. Với lại là anh ấy có một xíu gì đó hơi tăng động để có thể hòa nhịp được với em. Rồi bây giờ tăng động hả? Dạ, em tăng động lắm. Tăng nha chứ phải nâng nha. Tăng động là nó hơi mất ổn định chút. Bây giờ chị hỏi nè, cái nhóm bạn thân thiết của em á, rồi là hôm nay biết em đi tham gia chương trình không? Dạ biết ạ. Rồi bây giờ mấy mốt mà có bạn trai rồi thì bây giờ cái thứ tự ưu tiên là như thế nào đây? Cái nhóm ế tròn em phải tắt cái nhóm ế bền vững nó ra em mới hết ế chứ. Thì em sẽ sắp lịch là sắp lịch em đi chơi bạn em, rồi những ngày khác thì em đi chơi với anh ấy. Em yên tâm đi, mai mốt ha, cái bạn của em á ha, một năm gặp em được một lần. Tiếng sét ái tình nó ghê lắm. Rồi, dạ. Bây giờ bạn trai bạn cần một cái người bạn đời của mình như thế nào? Về ngoài hình nó tiếng Anh phải độc và lạ. Độc và lạ. Quá độc luôn, okay. Quá lạ luôn. Ủa mà bạn có cái gì lạ không? Có. Dạ, nói vấp cái gì, cũng lạ. Tôi phải coi cái lạ này lạ sao mới được. Không, cũng bên đây cũng độc lạ lắm á. Quá lạ, quá độc. Điều em không thích ở người phụ nữ là cái gì? Sơn móng tay màu đen, màu đỏ vậy á. Tại vì hồi nhỏ xem Tây Du Ký á, mấy yêu hoa quái vậy á. Đỏ, mặt thuốc tinh rồi ha, móng cái đầu vậy ha. Ghê lắm đúng không? Ghê chết rồi, thôi chết rồi. Chưa gì hù cũng tiêu rồi. Rồi. Dạ đây. Bạn bên kia, bạn có yêu cầu gì bạn trai của bạn không? Hả? Trời ơi, chết rồi. Bạn này độc lạ đó. Dạ. Em không thích gì ở người con trai? Dạ, em không thích người con trai ở dơ á. Mấy ông nghệ sĩ là... cũng hay kiểu bụi bụi đó, ta gọi là bụi. Dạ. Bụi khác còn dơ khác anh. Dơ. Nếu như đúng mà rồi. Giữa một người đàn ông chung là hói, một người đàn ông tóc dài, em chọn cái nào? Dạ, em chọn tóc dài.
Mà tóc dài thường dơ dơ. Không, tóc dài vẫn hơi sạch được chị. Sạch tóc được. Em dài lắm nhưng không em ý vẫn anh sạch. Nói là nhà, anh nói thường những người họa sĩ họ hay bụi đó, bụi quá. Thành ra đôi khi bụi bặm luôn. Ừ, nó bặm bụi bặm luôn á. Dạ em biết tại vì em chung ngành em đúng biết. Rồi cái ngành ngành nó kỳ lạ lắm. Dạ. Nhất là mấy ông họa nhưng sĩ. Nhưng mà bụi khác còn với vấn đề dơ là khác nữa anh. Ví dụ như là anh đi ra đường mà anh nhìn ai mà cái cổ áo nó hơi lung loang là anh biết liền. Coi coi cổ áo nãy quên coi cổ áo. Đen dữ vậy ta. Có thâm kim không? Quá áo đen quá. Nếu mà áo đen chứ không phải là do cổ bảnh bảnh chấp nhận được. Không thích gì người đàn ông nữa. À, em không thích một người đàn ông quá trắng. Đúng rồi, anh thích người đen bởi vì anh đen. Trắng quá mà về quê em mà làm rễ xong đi lên không ai nhận ra đâu. Em không thích một bạn nam là béo quá, gầy thì được. Hông hô, móng thì được. Trời ơi, gì lạ vậy? Mày nó hông hô, hông móng. Tại sao móng mới được mà hô không được? Mà nửa hô nó móng thụt vô thụt ra đó. Nhưng mà tại sao họ không hô mà móng thì được? Như hô khó hùng lắm. Ủa mớm cũng khó không vậy? Đỡ hơn em. Yêu cầu này lạ, đọc quá. Bên đây đúng là đọc lạ đấy em. Bây giờ có lẽ mình gặp người thân chút xíu đi. Em có đi với người thân không? Có, đi với anh rể với hai chị ruột. Chào anh Linh, chào chị Cát Tường. À, chào anh. Anh thấy yêu cầu của bạn nữ bên kia có hợp với em trai mình không? Em thấy rất hợp ạ. Nhưng mà cô bên này có vẻ không hợp với bên kia đúng không? Có gì du di qua lại vẫn được rồi chị. Du di dạ. Quan trọng chị ruột nè. Dạ, em thấy cũng được ạ, cũng dễ thương. Em hơi ngang bướng á, em không biết là bên gia đình mình có dễ không, có bắt làm dâu không chị ha? Bên gia đình dễ. Dạ. Đây là Út mà cho nên là ở riêng cũng được. Đáng lẽ Út là phải làm dâu. Quê miền Trung á là trưởng là mới ấy, còn Út thì ở riêng cũng được. À, chị nói vậy là khỏe rồi. Rồi dạ. Bên kia coi em đi em với... Em đây đi có người thân đi theo không? Dạ, có chị gái ruột của em và một bạn cùng phòng à. Rồi, chị gái ruột. Chị xinh quá à. Chị có người yêu chưa? Dạ chưa luôn ạ. Chưa hả? Dạ. Sao chị không ngồi đây trước mà em ngồi trước? Dạ chắc để em nó đi trước mở đường. Rồi. Đó bên kia nhìn thấy chị vậy là biết em cỡ nào rồi. Dạ. Nói chuyện với chị đi. À, chào chị. Bằng tuổi chị. Bằng tuổi với dai dế gì là lấy em ta phải kêu bằng sau chị. Sau này về nếu mà chịu kêu em bằng chị thì cũng được. Giờ kêu luôn đi. Chị. Nói chuyện với chị đi. Dạ thế bạn nam cũng nam tính, cũng chững chạc, thế cũng hiền. Có dơ. Dạ không dơ. Áo trắng tinh khôi luôn. Chắc có tiềm năng là giải cứu em gái em khỏi hội ế được. Em đưa bàn tay em lên cho anh này nhìn thấy coi. Trời ơi. Xanh không phải không? Thôi, mình kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau đi. Gặp đừng có lấp ấp, ráng lên nha. Mở màn lên là em đưa cho chị. Đó, đó vậy đó. Bắt đầu. Coi chừng cái máu quá. Coi cái bàn tay coi được không? Được à? Được đâu mà được mà hồi nãy nói không được, bây giờ biết được. Thấy xinh quá rối rồi. Tôi nhìn thẳng vô mặt, tôi nhìn đâu lên đây? Nhìn có thằng Lan hả? Nhìn thẳng ngon lên, giờ nói chuyện nha. À, hỏi em là đi chỗ khi yêu á, dạ. hay là vợ kết hôn á, em cần những gì ở người đàn ông á? Em cần một người đàn ông là biết chăm lo cho gia đình, nhưng mà thích đi du lịch. Tại vì là em thích đi du lịch lắm. Giống anh đi ấy em đi phượt á. Ở bụi đi cái ấy. Anh thấy sao vậy em? Đẹp. Tay đẹp nó khác. Trời bởi vì cáo trở dễ sợ lật lọng. Em á thì tính em ngang lắm. Nói ra là em cãi cho sướng thì thôi. Cãi đối lý rồi thì lúc đó mới nhận sai. Rồi. Anh có chịu nổi không? Anh nói em. Cãi đâu có lợi điểm á. Là không có vụ cãi là bó tay rồi đó. Cô nữ là khi mới sinh ra là phải ta chịu nhiều quá rồi, nhiều quá thiệt thòi, mang nặng đẻ đau hay là anh là gái là đối với sự là rung lắm rồi. Rung quá em. Em đâu làm gì anh nên sao anh rung như vậy. Bây giờ em thử nói rồi. Em dễ thương quá, anh yêu em, thử coi được không? 2, 3. Em đáng yêu á. Không, nói nguyên câu dài. Em dễ thương quá, anh yêu em. Được rồi, có giáp không? 2, 3. Em dễ thương quá, I love you. Nói chung là có sáng tạo, không thích làm giống ý. Câu đó được không? Tốt. Tới cái gì nói giáp với câu đó là không bao giờ giáp mà thấy không? Giờ đây đông người anh rung vậy, không nói ra ngoài có hai người anh cũng rung vậy thì sao? Em,
Hai người là anh không rung đâu. Không rung, là không vấp. Lúc đó em sẽ nhìn ít men. Ít men là... ít xì men. À vậy hả? Em chỉ sợ là y tờ ít rồi. Em... ta thích đi dưới mưa, không phải mưa to nha. Dạ. Không phải sấm sét trong mưa phùn nữa. À. Để anh hướng này cho em che che xong rồi để anh cảm thấy anh to to ra tí. À. Nhưng mà hình như em thấy anh không to. Không to nhưng mà cao. Khỏe rồi. Bình thường anh vác được mấy bao gạo? Nhiều. Nhiều là mấy bao, khoảng bao nhiêu ký? 60 ký. À vậy thì tiếp đất nổi không? Hết hết ở lo nhà thì được, còn cái bây giờ hết thử rồi, cái ta thử hai cái đó ta lấy chồng mình phải coi dò coi cặn chứ thấy ốm quá sợ nhiều mà nhiều mà cái đó 20 cái bắt đầu báo cáo hết nào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đủ chưa, 9, 10 hết nổi rồi, 11 12 trời ơi sắp xỉu rồi, ập mặt đất luôn, 13 14 trời ơi trời. Không nói nữa. Trời ơi tay lạnh ngắt luôn, lạnh từ đầu tới cuối. Ừ. Ta ngồi được rồi, 14 cái cũng tạm rồi hả? Sao cảm giác, cảm giác khỏe nào? Chưa? Dạ khỏe rồi ạ. Không, 14 cái cũng được rồi đó. Dạ. Chứ giờ đàn ông là bảo đảm em chừng 5-6 cái rồi à. Rất là dễ thương. Ok. Đây. Lo lắng với cô kia bấm thôi, quan trọng có bấm hay không thôi đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Ôi trời ơi, một hồ kề đổ hết trơn. Cho ông hít đất là tạo cơ hội cho ông nóng người lên, ông đỡ rung nữa mà ông còn rung nữa kìa. Chúng ta đang đi đến một cái thời gian khắc hết sức là quan trọng với cuộc đời của mình. Đồng ý hẹn hò, không phải hẹn hò thử, mà quyết định một điều gì đó xa hơn nữa. 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng các bạn nha. Nắm tay nhau cho hết anh chỉ rồi. Lo là cô gái cái bên đấy đó, thấy chưa, nó mạnh mẽ thế, bàn tay yêu quái đó. Sao đẹp không? Đẹp. Giờ nắm tay cảm giác sao? Hết rung hôn tay cái có hôn gì đâu, không để vậy nè. Cười mũi hả? Không dám luôn á. Hôn gái mà à, hôn má. Đây là những chiếc vé xem phim và một món quà của Sao Mắt Y Năm gửi tặng các bạn. Hay, món quà nước xịt thơm miệng thảo dược Relax dành cho hai bạn. Yeah. Chúc hai bạn sẽ nhanh chóng đi đến được bến bờ hạnh phúc. Yeah. Đừng quên ông Mai bà mối và chương trình nha. Dạ, yeah. Em cảm ơn anh. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, Cát Tường xin mời hai bạn nam xuất hiện. Wow, vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Wow, trời ơi, lĩnh khỉnh ha. Nhà trai đã đến rồi thì nhà gái không chần chờ gì nữa, giờ mời hai mỹ nhân bên nhà gái. Hai bạn nam hãy nhìn về phía ông chính. Wow. Cô gái ngồi cái vị trí ghế màu đỏ. Bây giờ em có thể giới thiệu về mình. Chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Trần Thị Thanh Xuân. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Quê Thanh Xuân ở đâu? Dạ hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu lắm rồi chị. Nói cho em biết nha Thanh Xuân, em giới thiệu mà bên đó, nhưng bên đây có một người hơi tay chân hơi quíu quíu. Một người cũng ngồi cùng cái chiếc ghế màu đỏ với em. Có gì đâu, lấy tay đây che lên ngực, rớt tim ra ngoài hay gì. Đúng. Rồi giới thiệu đi cưng. Dạ xin kính chào chị Cát Tường, anh Đạt. Em tên là Phạm Phi Hòn. Em là người con của tỉnh Đồng Tháp. Vậy là lên đây ghi hình thôi chứ còn mình vẫn ở dưới Đồng Tháp. Dạ đúng rồi. Rồi chừng nào về? Chắc đây đi xem phim với bạn nữ mới về chị. Đi xem phim với bạn nữ mới về. Đúng. Wow, wow. Mà đặt mục nghe, tiêu lớn dữ ta. Có bấm nút mới được xem phim chứ không bấm không có được xem phim đâu nha cưng nha. Nhưng mà giờ Hòn đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên thu mua cho một công ty lúa gạo.
Dạ. Hello em trai ngồi ghế màu xanh. Dạ, chị Cát Tường ạ. Rồi em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Tùng ạ. Năm nay là em 31 tuổi ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên, mình vô đây lâu chưa Tùng? Em vô đây từ năm lớp 8 ạ. Em làm đầu bếp ạ. Wow, ghê vậy. Đầu bếp về ẩm thực miền nào? Dạ, em đầu bếp về bữa ăn buổi trưa em có. Nói chung là ba miền, miễn đồ ăn mọi nơi, miễn là tốt cho sức khỏe. Dạ, đúng không? Quán ăn hả? Đầu bếp. Dạ không ạ, em làm ở nhà, rồi sau đó em nấu ăn xong, sau đó em tự đi giao cho mấy chị. À, coi như là nấu bán online luôn. Có người đặt hàng. Dạ, có người đặt trước rồi xong đó em buổi sáng em nấu rồi xong là em dọn em đi ra. Rồi bên kia đi, cô gái màu xanh đi. Còn chần chờ gì nữa mà không giới thiệu về mình nhỉ? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em tên Tô Thị Thanh Hiền, em ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại công việc của em là bán đá phong thủy online. Ồ, cũng bán hàng. Dạ, em bán cũng được 6 năm rồi. Là có kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Có biết coi bói rồi không? Dạ, em không biết coi bói đâu, nhưng mà em biết coi phong thủy. À, biết coi phong thủy luôn dạ. Hả? Hay vậy trời. Bữa nay đi quay hình rồi em có coi trước cái phong thủy bữa nay nhắm cái hướng đi rồi nó tốt không em? Hợp màu gì không? Em đi một về hai. Em nghĩ tùy duyên đó chị. Tùy duyên hả? Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Nay Tùng xuống đây với ai? À, đi quay hình với ai? Dạ hôm nay em chỉ đi được một mình thôi. Dạ sao vậy? Không có ai theo ủng hộ tinh thần vậy? Có cố gắng mà không ai sắp xếp được. Vậy hả? Rồi còn Hòn đi với ai? Dạ em đi với người em họ. Em họ, rồi em gái đó ha. Hello em, chút xíu mình giao lưu với nhau nha. Ok, rồi bên họ nhà gái. Dạ em đi với một người bạn thân của em. Bạn gái đang ngồi ghế rồi. Bây giờ tới em. Dạ em đi chung với mẹ, con trai và lớp trưởng học chung cấp 3 của em. Trời ơi, dắt thì theo tới 3 người, lẫn có người. Có ai đi theo hết, một người. Ủa, dắt theo tới 3 người. Tôi là bà, cũng là bà mai bà mối, tôi sẽ làm đại diện, tôi ủng hộ tinh thần. Bây giờ một mình chị soi nổi ba người dưới không? Được hết trơn á. Bây giờ nè, ưu tiên cho Tùng, ta không có người nhà đi theo nè. Là rồi. Tùng ngồi ghế màu xanh nha quý vị. Tùng ơi, bây giờ em giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì chắc là em biết nấu ăn rồi, dọn dẹp nhà cửa thì chắc em cũng biết. Còn điểm yếu của em thì chắc là hay quên lắm. Có nào nấu đồ ăn quên nêm nếm không? Gì vậy? Dạ, cũng nhiều khi hay lên muối nhiều. À vậy hả? Lại quên hả? Bên kia làm sao? Em giỏi về kinh doanh, với lại em thích hát. Không, anh thấy điểm mạnh là như là coi phong thủy. Phong thủy là kinh doanh của em đó hả? À, đó là cái kinh doanh đó hả? Dạ đúng rồi. Mới nghe ha, thích hát kìa. Mà cái người thích hát là thích hát có nhiều người nghe. À là mình phải làm liền luôn. Đúng hả? Rồi, làm liền. Làm liền luôn đi em ơi. Vỗ tay quý vị ơi. Dạ, vậy thì em xin hát đoạn thôi của bài Tuổi Mộng Xứ Đông ạ. Anh hỡi anh, khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa, mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa. Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm nay, mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây. Ai vẫn mong phố đông người xanh bước bên cạnh. Sao Tùng? Dạ em rộn ràng rồi. Rộn ràng hả? Và khúc như nhắn nhở quá, nhiều điều lắm á. Tình như sợi tơ đồ, nhưng mà hay vẫn mơ mộng là sánh nước bên chàng đó nha. Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng, với lại cũng hay khóc nữa. Tức là cái đó mà không hợp ý mình á thì không có thể ép em được. Ví dụ như A là phải A chứ không phải A là A phẩy được hả? Dạ, cái đó đúng là đúng, là sai chứ không có thể nào mà đúng mà mình có thể cho qua được là không được, mà sai mà cho qua cũng không được. Trời ơi, bướng. Cái này giống chị Tường hay Tường ha? Thái Tường. Chị đâu có khóc đâu. Rồi, chị không có khóc, chị mạnh mẽ. Khóc, dạ. Bướng đã, quậy đã, ghẹo đã rồi cuối cùng khóc là không được. Điểm yếu đúng không? Dạ. Mỗi lần mình khóc là ai dỗ? Dạ tự mình dỗ. Đó, thấy chưa, tự khóc tự dỗ. Những người phụ nữ mạnh mẽ thường hay vậy. Nói chứ tôi khóc đêm phi không mà mọi người đâu có thấy được đâu.
Ôi chị nói câu đó tự nhiên ta cũng khóc luôn kìa. Khóc hả? Kẹo rồi chi vậy? Ủa khóc rồi hả? Gì mà mau khóc rồi vậy? Đó. Dạ hơi rưng rưng. Trời ơi trời. Sao sao có thích người phụ nữ mong manh dễ vỡ dễ khóc không? Dạ chắc cũng có. Chắc cũng có hả? Rồi rồi thí dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi. Em chỉ biết ôm thôi. Thơm quá à. Thơm quá à. Rồi bên này Hòn sao Hòn? Dễ dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Ok rồi, thế giờ còn em thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Nghe kìa, điểm mạnh điểm yếu kìa. Anh Hòn này nghe, này nghe thương xưng. Dạ. Chắc có lẽ là cũng biết chút chút nấu ăn. Biết làm mồi nhậu. Biết làm mồi nhậu, mồi nhậu dữ không? Cũng có chút thôi chị. Chà, cũng khá. Mấy lon? 6 lon. À, bên kia biết nhậu không cưng? Dạ em cũng có chút chút. Mấy lon? Tầm 3 lon. Tầm 3 lon. Tầm 3 lon. Đưa em đi nửa chặng đường, nửa chặng còn lại. Dạ em nửa tự chặng lo. Còn lại anh đưa. Còn lại anh đưa. Ờ à, đúng rồi. Khuyết điểm của em thì không biết ăn cay. Không biết ăn cay à, có xíu nóng tính. Kiểu như em không thích nói dối. Cực kỳ đôi khi thích. Mình biết mình bị gạt thì mình làm gì người ta? Giận. À giận thôi hả? Cho tưởng nó quýnh hay là gì chứ giận thì cũng bình thường. Rồi thôi cũng được, không ghét có đến nỗi nào dối à? Đây sao? Điểm mạnh điểm yếu nè. Dạ điểm mạnh của em thì em có thể nấu nướng. Nhưng mà thường thì ở nhà em nấu mình em ăn. Đó là điểm mạnh em luôn hả? À, cái này là dũng cảm. Ủa nó nghe nè, nếu vậy sao em biết em nấu ăn ngon vậy Sơn? Dạ em nấu ăn cho mọi người bên ngoài ăn thì ai cũng khen ngon. Nhưng mà riêng người nhà em á thì do cái khẩu vị không hợp á. Rồi nhiều khi bột của nhà không có thiên á. Dạ đúng rồi, có thể vậy. Cái điểm yếu của em là em rất là cọc tính. Rồi em rất là nóng. Khi mà em mất ngủ em mới như vậy. Còn bình thường thì em không như vậy. Em rất là vui vẻ hòa đồng. Hôm nay em có bị mất ngủ không? Dạ cũng có chút chút mà anh. Cũng có chút chút mà anh. Có chút chút mất ngủ nha. Hòn ơi. Có chứ dạ. Phi Hòn là hồi bị phi đau á Hòn ơi. Về bên đây nãy giờ uống tim rồi. Ngồi nó dịnh tim hoài. Nó sợ rớt ra ngoài kìa. Bây giờ vô cái tình trường đi, chị đang tò mò với thằng bé ngồi dưới á. Bên đây, bên đây, đây, bên đây nè. Cô gái bên đây coi phong thủy nè. À, bé dưới là... Con trai em. Con trai em? Dạ. Vậy là em... Em ly hôn với ba Ken cũng được 7 năm. Vì sao mà hôn nhân của mình không được mỹ mãn? Vì sao hả? Em thật ra là tụi em như bạn bè vậy đó anh. Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình xảy ra thì không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó. Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ba Ken sẽ bác bỏ đi vậy đó. À dạ. Không có tiếng nói chung. Tùng thì sao Tùng? Khi mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai. Năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn. Dạ. Tụi em sống chung thì từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức luôn rồi. Rồi con ở với ai? Dạ, con thì em nuôi. Ngồi vậy bình thường, thường con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? Dạ, tại em không biết sao em chỉ... Em không thể xa con em được, em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để xem nuôi thì sẽ tốt hơn. Nhưng nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sát vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm xong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài, cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình, cái mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế. Bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc thôi. Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại em hỏi rồi. Từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại để hay nói gì đó cái khóc. Cái vợ em đi chơi về muộn cái em bảo từ mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chút có con nhỏ cái khóc.
cái mọi thứ đều là khóc hết và rồi, bên đây cũng đang muốn khóc rồi là tôi ơi. Nãy tôi muốn nói mấy câu rồi. Ơi, bên đây cũng đang muốn khóc hết rồi. Tức cha rồi, đà đà. Đang muốn khóc rồi tụi ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Ai là người đề nghị chia tay? Hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc nữa không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô ấy cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết khóc rồi? Dạ cười không ạ, à. Bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Nhưng mà coi chừng bên đây ngát bên kia cái vụ không? Không lý do. Em cũng khóc, không lý do, hơi mệt à. Hồi nãy là hay khóc quá đó. Sợ không? Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Dạ cũng em cũng hơi dung dung. Hơi dung dung à. Rồi ngồi suy nghĩ chút đi, tôi chuyển qua cặp đỏ. Anh Hòn, tình trường anh sao anh Hòn? Em cũng là người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Rồi có con chưa? Em có một bé trai. Bé trai luôn, mấy tuổi cưng? Gần 2 tuổi. 2 tuổi, giờ bé sống với ai? Hiện tại bé đang ở với mẹ chị. Rồi kết hôn được bao nhiêu lâu mà chia tay? Tụi em kết hôn được gần 3 năm. Vợ cũ em á là không muốn sống ở gia đình của em. Coi như là làm dâu á hả? Dạ. Rồi sao nữa? Đưa ra những cái điều kiện có lẽ em không thể chấp nhận được. Bởi vì em là người sống thiên về gia đình. Có nghĩa là tình cảm em cần một cái gia đình đầy đủ các thành viên. Em muốn có ba có mẹ ở chung nhà. Nói chung là em muốn là vợ qua ở là làm dâu. Yeah. Mà vợ không muốn. Cũng không phải là làm dâu gì. Tại vì toàn đi làm xa không à. Đi làm với nhau thì lâu lâu rồi thăm gia đình như đó. Cổ là người chủ động. Em cũng suy nghĩ cũng tôn trọng quyết định. Tôn trọng quyết định. Em buồn hơn một cái là khi mà em có thích con nít qua thăm con, ông bà ngoại bé có người còn ngăn cản, thậm chí những cái vật dụng em mua cho con em thẳng tay quăng. Thôi bây giờ chuyện cũ nó qua rồi. Nói chung là đây tôi nghe sơ sơ là cái bóng dáng kiểu như là cũng cái chuyện mẹ chồng nàng dâu là cũng có vấn đề ở trong này. Em sao? Hiện tại em cũng có một bé gái 3 tuổi. Khi con em 6 tháng là chồng em tự động rời bỏ ngôi nhà chung. Rất đồng cảm với các bạn nữ, nhưng mà nguyên nhân sao ly hôn? Dạ nói chung là nhiều cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, với lại là chồng em không có trách nhiệm. Từ khi mà ảnh đi á là con em 6 tháng cho tới thời điểm này con em 3 tuổi thì ảnh không cho con em được một hộp sữa. Lừa dối em rất là nhiều, không rõ ràng về tài chính. Tới thời điểm nhà 3 tuổi là quyết định không cho con em gặp chồng em, không cho nhận chồng em luôn, một mình em nuôi con em. Đều là những người phụ nữ mạnh mẽ thôi, cùng đồng cảm với các bạn nha, cố gắng lên rồi mọi thứ nó phải qua một cái trang mới nha. Cố lên. Dạ, cố lên thiệt tình. Bốn người ngồi trên đây, bốn cuộc đời gian dở, phải rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm để cho những cái mối tình sau khi mình đã quyết định thì nó phải chắc chắn hơn nữa. Nè em. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Là tâm lý một tí là được. Bề ngoài thì sao? Dạ bề ngoài thì dễ nhìn tí. Dễ nhìn đó. Thiệt, dễ nhìn. Quan trọng là cái người thân người ta đi theo nè, ta có con trai đi theo. Mẹ có chịu mà con trai không chịu thì cũng vậy thôi à. Phải không con? Con tên gì con trai? Đẹp trai quá. Dạ chào. Dạ, chào cô Cát Tường. Cô Cát Tường và chú Minh Đạt. Và được, chào được tất cả các vị khán giả. Con tên là Lưu Quỳnh Quân. Con là con của mẹ Hiền. Trời ơi quá dữ. Quân ơi, hôm nay nãy giờ con ngồi đây là con biết mẹ con đang làm gì trên này không? Dạ biết. Làm gì vậy? Dạ tham gia chương trình. Tham gia chương trình để làm gì? Để kiếm cái gì? Không biết rồi. Không biết gì rồi. Mẹ có nói con không? Để kiếm bạn về chơi với con cho vui, được không? Nếu mà có một người nữa về chơi với con rồi đưa con đi học rồi phụ mẹ, con chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà người bây giờ nhiều lắm, giờ con phải chọn. Con là người đàn ông trong nhà, con quyết định con quan trọng lắm. Bây giờ con đừng sợ, nhìn mặt của Tường không sợ gì hết. Dạ con thích chú màu xanh. Thích chú màu xanh? Tại sao thích? Thích cái gì? Dạ tại vì con thấy chú đó hợp với mình. Hả? Hợp chỗ nào? Cô Tường có thấy hợp gì đâu. Tại vì chú màu xanh nấu ăn. Chú màu xanh nấu ăn. À thấy chưa? Trời ơi. Chú màu xanh thở dài luôn. Chú màu xanh có kiểu tóc giống con. À
Con thích ăn món gì nè, để mẹ để cô Tường kêu chú nấu cho con ăn nè. Dạ con thích ăn chả cơm cuộn Hàn Quốc. Wow. Sao nè? Được ngay ạ. Con thích ăn trứng không? Trứng luộc, trứng chứ. Trời ơi, chú biết ý con. Chú có đem trứng cho con ăn luôn á. Ngoại ơi, hôm nay ngoại ngồi dưới rồi, ngoại nhận xét, ngoại thấy sao ngoại? Cô chào MC Cát Tường, dạ. Minh Đạt với lại dạ. khán giả. Ví dụ vợ chồng nó gian dở, nó nói là nó không có nói kỹ, cô giờ có nói luôn. Là ví dụ như là ba của Ken nó cũng không, hai vợ chồng có cái gì mà nó đáng đó. Mà mỗi tội chồng nó là không biết chia sẻ thôi. Ví dụ như là nó ví dụ đi đâu, anh ở nhà đón con giùm em, rồi là chồng là nói là cái chuyện của đàn bà rồi vậy vậy á. Thì bé cô là nó nghĩ là chồng nó ở đời nó phải phải biết chia sẻ, mà này nó không biết chia sẻ. Bé cô nó không có thể ở vậy thôi, nó chia tay thôi. Chứ tại giờ cô thấy bạn này sao? Cô nói thiệt, dạ. Thấy bạn nào cũng thấy dễ thương hết á. Bây giờ chắc tự duyên do con cô chọn đi. Cho đi cối này nè. Tự nhiên mẹ nói xong khóc quá khóc luôn cơ. Chết cha rồi. Con bé này nó hay có cái tật khóc em ơi. Em cũng hơi rụng rời. Đạp vỗ dưa thấy vỗ dưa cũng sợ đó. Bữa nay khóc thầy mình chia tay đó. Không biết luôn á. Cô chọn ai đi dạ. Cô thấy ai cũng ngang nhau giờ biết chọn ai trời. Không có được cô, cuộc thi là phải có người đi tới nhất chứ không thể nào hai đứa mà cùng nhất được. Dạ. Vậy cô chọn chọn ai trời. Trời ơi trời. Cô chọn bạn bạn ghế màu đỏ quá. Chọn bạn ghế màu đỏ hèn chi nãy giờ cũng khó nói chứ không. Tại vì á là mình ghép đôi cho con gái cổ là cái anh màu xanh đó, nhưng mà tại tôi biết tâm lý phụ nữ, tôi biết tôi mới ép cô chọn. Tại vì nghe bên đây chê cái vụ khóc rồi rồi, thí dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi, em chỉ biết ôm thôi. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dịu dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Dạ. Rồi nên cổ thấy không ổn, cổ chọn qua anh màu đỏ, cổ cũng sợ con về không đó. Về góc rồi ôm. Rồi cảm ơn cô. Khanh Xuân. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em một cái đầu, hơi tròn tròn. Hơi tròn tròn. Cao hơn cái đầu hơi tròn tròn. Bây giờ mà sáu con mà không tròn có được. Hay ta. Rồi sao nữa? Chắc bạn nó giống giống anh á, tóc giống anh. Hay vậy quá. Có râu không? Dạ không. Hay quá ta. Không cần đẹp trai, em không cần Hàn Quốc này thế kia. Em cần tâm lý thì có thể về mình tìm hiểu và bổ sung sau. Nhưng hai cái tiêu chí có nhất định phải có người đàn ông là phải có ý chí phấn đấu cho tương lai và trách nhiệm trong cuộc sống giữa vợ chồng thôi. Có cái gì em không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông nhầy á, lầy á. Nhầy, lầy. Lầy lỗi. Ê nhậu xỉn có lầy không? Ăn nhậu lầy lỗi thì... Dạ. Không, bữa nay xỉn nó ngủ à, không có lầy đâu. Rồi bữa nay là Cưng đi với ai? Thanh Xuân. Dạ em đi với Bích Hạnh là bạn thân của rồi. Em rồi bây giờ ý kiến đi Cưng. Em thấy anh ghế đỏ thì có giọng nói ấm, và em nghĩ là anh là người sống tình cảm thêm gia đình. Còn anh ghế màu xanh thì em thấy là anh là có khả năng nấu nướng. Thì Xuân nó rất là đam mê về ăn uống, nên em thấy là cũng hợp phần này. Với lại anh cũng chăm lo cho con á, nên là em nghĩ là anh cũng có trách nhiệm với gia đình. Hai anh thì em thấy là ai cũng là được. Được. Yeah, nhưng được. Mà nếu mà xét về vị trí địa lý á, thì anh ghế đỏ hơi xa. Còn anh ghế xanh thì anh đang ở Sài Gòn, nên là em nghĩ là nếu mà được thì anh sẽ thuận tiện hơn. Rồi đó, ít nhất là người ta cũng ngồi người ta phân tích kỹ lưỡng vậy đó mới được. Rồi ok, rồi em gái bên kia là đi theo anh Hòn đúng không? Rồi em ý kiến đi, chứ bên đây là chị Tường bảo kê, bên này không có người thân, chị là người thân của em, yên tâm. Em nghiêng về chị Xuân hơn. Nghiêng về chị Xuân hơn ha. Xuân hơn hả? Rồi cảm ơn em. Ê Đạt, Đạt, Đạt gì chị? À vụ gì chị? Chị thấy tình hình thì căng á. Sao vậy? Nãy giờ chọn nhau búa xua hết trơn, không có còn cặp xanh cặp đỏ gì hết trơn. Nãy chéo lùm la luôn á. Chuyến này có một màn
chắc tranh giành cũng nảy lửa nha. Này em cũng không biết nữa, đôi khi cảm xúc sao biết được. Mà nó bây giờ mà mình, người ta không theo ý mình nữa rồi. Mình ghép xanh xanh đỏ đỏ nhưng bây giờ nó chéo nó bắn từ lứa trên. Mình không được hai nhưng mình được tới 4 lần. Là 4 người về không? Bây giờ không mấy mọi thứ là tùy họ đi chứ mình làm hết sức bây giờ đó. Mở cửa nha. Rồi mở cửa. Mở cửa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim. Wow. Vỗ tay thiệt lớn nha mọi người ơi. Rồi nam thì mạnh mẽ đi, mình đem quà quá trời thì mình tặng đi. Thả lưới ghê quá, thả lưới ghê thiệt. Dạ cảm ơn. Rồi anh Hòn này xong. Phần quà này nói lên công việc của hiện tại của anh đang làm. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh. Wow. Dạ con hai phần quà này xin gửi cái tường. Anh Đạt. Trời ơi. Gửi anh Đạt. Quà quá trời quà luôn. Chiều nay về nấu thôi. Đang có làm cơm chuẩn bị sẵn cho em. Cảm ơn anh. Trời, cảm ơn. À có một dạ. Phần cơm. À có một phần cơm chuẩn bị sẵn luôn. À hay ha. Nè anh ghế màu xanh là không sợ đói nè. Anh ghế màu đỏ cũng không sợ đói luôn. Mình cảm nhận về nhau một chút đi. Rung quá. Rung quá hả? Sao hồi hộp. Nó rất nhiều cái suy nghĩ nó lộn xộn. Bây giờ có thấy giống chưa, như mình muốn không? Cũng khoảng 60%. 60% vậy là tốt rồi. Dạ. Em thấy thế cũng rung quá. Không biết nói gì. Thì em thấy hai anh cũng dễ thương. Dạ. Giọng nói cũng ấm áp. Dạ em cũng rất là hồi hộp. Dạ, em thấy hai bạn gái đều rất là xinh xắn. Hai người phụ nữ mạnh mẽ tuyệt vời. Trong lòng em thì xốn sang với cả hai hay chỉ xốn sang với một người cho nào? Dạ. Đó là một người thôi. Là một dạ. Người dạ. Đấy, phải rõ ràng chứ, nhiều khi xốn sang cả hai luôn. Một người thì hỏi thăm ngay người đó liền đi nào, còn chờ gì nữa. Dạ em hiền đúng không? Dạ. Thực ra vừa nãy anh cũng phân tích với em là vấn đề như là khóc đó, mình đang nói chuyện vấn đề gì đó để mình giải quyết, mình không giải quyết mà mình khóc xong thôi để bỏ qua vấn đề đó, đó là cái anh không thích chứ không phải là anh không thích khóc. Cho em hỏi hai anh một câu thôi, khi một em bé mà nó buồn á thì mình giải quyết như thế nào để cho nó vui? Dạ thường thì em sẽ hỏi tại sao buồn, rồi sẽ bé sẽ nói ra rồi như vậy hả? Thì thôi bây giờ đừng buồn nữa nha, rồi ba chở con hoặc là chú chở con đi chơi nha, rồi về là hết buồn nha. Hòn thì sao? Đóng một vai trò mình như một người bạn của bé để nói chuyện với bé thì có thể sẽ dễ hiểu được cái câu chuyện tại sao mà bé lại buồn hay là tại sao bé lại khóc. Từ khi mà mình biết được câu chuyện của bé thì có thể nói chung là giúp bé hoặc là cho bé một lời khuyên chơi để cho nó giải tỏa tâm lý. Rồi muốn nói tâm sự gì cuối cùng đó, 30 giây đi. Đó nhiều khi gần dòng điện nó bị chẹt. Đó, em thức từ 5 giờ sáng để em làm hai cái món đó, bởi vậy ta tiến bộ nha. Thức dậy 5 giờ sáng. Ê cho tôi hỏi thăm câu, sao cái bánh lớn cái bánh nhỏ vậy? Em đem hai cái bánh bằng nhau nhưng mà do không có tìm được cái đĩa bằng nhau nên mày họ bậy. Tôi nhìn tôi thấy hai cái bánh, cái bánh bự hơn cái lời nhắn nhủ gì á. Vậy à, em thấy có một lời nhắn nhủ gì đó. Không ai tinh tế đi bằng tôi đâu nè. Tới em tới bé Hiền qua tặng quà đó, tiếp xúc gần nhau hơn nè, coi trong đó là có cái lời. Cái này là cái vòng tay nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Dạ em tặng anh. Cảm ơn. Rồi cái này là cái gì? Cũng là cái vòng tay, em cũng mong là nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Chứ không phải vòng tay là trói tay người ta. Dạ. Cái này cái vòng tay chứ không phải còng tay gì hết. Cái vòng tay. Rồi giờ xác định mục tiêu nè. Rồi tôi né ra một bên nè. Chào em. Dạ chào anh. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yếu, lúc yếu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Và Đeo vô, cỏ lớn. Em đưa về. Cảm ơn.
Trời ơi, ta làm từ 5 giờ sáng. Chắc là cho em xin phép hỏi bạn đi. Ví dụ như đặt một cái sự chọn, em có đồng ý về Đồng Tháp không? Ví dụ như anh đang đi một mình, anh chỉ lo cho gia đình và một bé trai của anh thôi. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Anh có thể anh chọn cái cuộc sống và cái công việc ổn định của anh. Em có thể cuộc sống và ổn định công việc của em. Nhưng cả hai cùng cho nhau một điểm đi là được. Không nên quá vội vàng. Dạ, đúng để rồi. Mà đưa ra cái đúc kết. Tại vì mình còn phải tìm hiểu nhau nữa. Chứ còn thí dụ như mình đã yêu nhau đi, rồi 5-3 bữa, nửa tháng hay là 6 tháng, 1 năm, dạ, tự nhiên khi tình yêu nó đủ lớn, các bạn sẽ tự biết các bạn sẽ ở đâu. Dạ. Ở đâu nó phụ thuộc, nó tốt nhất cho cái cuộc sống của các bạn. Dạ, cho con cái của các bạn là các bạn sẽ ở. Còn bây giờ mình mới gặp nhau ngày đầu tiên mà mình đã chưa gì mình đã muốn là bạn phải dạy về ở với tôi hay tôi phải giờ ở với bạn, là các bạn chưa đủ kinh nghiệm sống. Đó là chị Tường nói thẳng. Đừng đặt đối phương và đừng bắt đối phương trả lời những câu hỏi khi nó chưa có sự bắt đầu. Quan trọng bây giờ là chúng ta hãy đo cảm xúc của mình ngay hiện tại giờ phút này. Cơ hội chương trình mang đến cho chúng ta có mỗi người có hai cái cơ hội. Vậy chúng ta hãy nắm bắt và kiểm tra xem mình có chọn được cái cơ hội nào trong này hay không. Đó mới là điều quan trọng. Đồng ý không? Đây là khúc bắt đầu nè chị. Bây giờ tôi cho đặc quyền ưu tiên hai người bạn trai. Mỗi người sẽ được nắm tay cả hai cô gái luôn để cùng cảm nhận. Rồi mời Tùng. Tại vì hôm nay ở dưới phụ huynh á là có thích chồng chéo nhau cho nên Tường mới cho cái điều này. Đấy, rồi đấy, em rồi hồi nãy nắm rồi, nắm hoài. Hồi nãy có nắm rồi. Dạ chưa. Chưa hả? Chưa. Chưa mà. Ủa, cái dầm vô mà không có nắm hả trời? Không có kịp. Chụp. Trời ơi, nó sợ nó mất phần. Dạ rất là ấm áp. Sợ mất phần. Dạ chưa. Xin lỗi, đã tước quyền của em. Rồi, tới hò. Cảm ơn. Dạ. Quá, nắm tay cười chứ không có khóc. Bây giờ còn ai muốn thể hiện tài năng? Khúc này là khúc lấy điểm nè trời. À. Khúc này là khúc lấy điểm á trời ơi. Em cũng có chuẩn bị một chút rồi mà em không biết em có hát hay là đọc thơ để em đọc thơ biết. Đi, đọc thơ đi cho nó lạ. Rồi. Ý là cái bài hát đó nó không biết có phải là như này. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy liền tin trong đôi mắt em. Và em hay... Ê, nãy giờ mình đang hát rồi, mình đang đọc thơ vậy? Phổ nhạc quá. Đọc thơ mà người ta phổ nhạc. Hay quá. Thôi được rồi. Bây giờ đến thời khắc quan trọng là các bạn phải đưa ra quyết định của mình. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Sau những cái hiệu lệnh của anh Đạt, sau 5 tiếng đếm là 5 giây thì các bạn hãy đồng loạt đưa ra cái quyết định của mình nhé. Và bây giờ ghép đôi thần tốc. Cái khúc này mới là khúc cao trào nhất, quyết định nhất. Đó là cảm xúc thật. Khi mình thể hiện cảm xúc thật, khoảnh khắc quyết định. Năm, bốn, ba, hai. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền đó yếu, lúc yếu đuối, nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Một, thank you.
đã có màu. Rồi hết vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. À, xin mời hai bạn áo xanh. Hai bạn màu xanh đã trùng màu. Đây, rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Không tay đi. Đứng cùng mình hả? Ở mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vàng vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em. Chị chưa thấy gì luôn á. Wow. Bây giờ nó có sự khởi đầu rồi. Còn cái chuyện ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt mình tính sao đi. Nhưng mà nhớ có tin vui báo cho chương trình biết nha. Dạ. Mình cũng ra đây chứ. Rồi đây. Mình cũng ra đây luôn. Không sao cả. Mình trở lại tiếp tục tìm một nửa của mình. Nói với lại hai cặp đôi mà không được ghép đôi, em không có lời để nói. Nhưng mà tưởng. Em hỏi anh Hòn, tiếp coi sao anh Hòn chọn Hiền. Có lẽ em thấy cái cảm nhận của mình thì em thấy bạn Hiền thì sống tình cảm hơn, yêu điệu có thể hơn, có thể học Xuân học có vẻ mạnh mẽ quá. Xuân thì Xuân thì một cái rất là mạnh mẽ và có nhiều cái phong cách rất là dứt khoát. Và có thể chưa có cái ấn tượng và cảm nhận đầu tiên. Cảm xúc của Xuân như thế nào? À, dạ em đến cái chương trình này em rất là vui. Mình chưa có cặp. Dạ. Nhưng em cũng chúc cho cặp đôi nắm tay nhau, trời ơi, nắm tay sẽ tiến sâu hơn. Rồi, cảm ơn em. Hy vọng rằng là hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và bây giờ thì sẽ đến rất đơn giản thôi, không có lề nè thì ạ, ví dụ không sơn móng tay không có. Dạ, đó em nói thật em mong muốn như vậy. Cái phù phiếm thì có thể sẽ ra đi nhưng mà em mong rằng chân thành thì ở lại. Rồi thưa quý vị, và bây giờ Tường đã ngồi đây rồi, kế bên đã là một bạn trai đang còn che mặt, không biết có đẹp trai hay không nhỉ, nhưng mà nhìn nửa mặt thấy cũng được đó. Bạn tên gì, nói nhỏ nghe cái coi. Dạ em tên Tuyên. Tuyên đang ngồi á, trước mặt Tuyên là một trái tim nha, một cái cánh cửa tình yêu nhưng đang được đóng lại. Bây giờ chị Tường sẽ ra ngoài mời cô bạn gái mà ngày hôm nay có duyên để hẹn hò với Tuyên vào đây. Hai bạn sẽ có ít phút trò chuyện với nhau. Tuyên đợi một chút xíu nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi, hai bạn có thể tháo mặt nạ ra. Đó, đảm bảo là nãy giờ chưa ai thấy ai hết nha. Rồi chào chào Tuyên, bây giờ Tuyên giới thiệu lớn lên để cho bạn gái bên đây nghe. Rồi ưu tiên bạn. Xin chào chị Tường cùng bạn gái. Hôm nay là Tuyên rất vui được tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi Tuyên quê ở đâu? Dạ Tuyên xin giới thiệu, Tuyên là quê ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Năm nay là bao nhiêu tuổi? Dạ, Tuyên năm nay 37 tuổi. Chà, 37 tuổi mà trẻ dữ. Được. Trẻ. Mình vào đây lâu chưa Tuyên? Đang làm công việc gì? Dạ em vô đây cũng được 15 năm rồi. 15 năm. Hiện tại em làm bên ngành kinh doanh bất động sản. Rồi, tới phiên em giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, bạn nam cùng ăn trưa hôm nay và các bạn đang xem trên kênh YouTube MCV Media. Rồi. Em tên là Kim Phụng, em sinh năm 88. Hiện tại em đang công tác cho một chi nhánh ngân hàng Agribank. Và bộ phận hiện tại đó là em đang làm tín dụng. Quê em ở đâu? Em là người ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn, và Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, mình nói một chút xíu qua những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình cho bạn gái nghe. Ưu điểm của Tuyên thì vui vẻ, nhiệt tình, hòa đồng. Nói chung sống hết mình vì những gì mình cảm thấy là phù hợp và đáng làm. Còn nhược điểm thì Tuyên cũng hơi nóng tính. Và thì giọng nói cũng hơi khó nghe. Em thấy nãy giờ khó nghe không? Nghe được chưa? Dạ, nghe được ạ. Nghe được rồi. Nói chậm lại xíu là được. Có cái tật xấu gì không? Thì nói chung em chỉ có là hơi cũng hơi nóng tính, hơi cầm nhầm một xíu thôi. Còn em, em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em đó là hơi ngủ nhiều một chút với lại hơi lười một chút ạ. Hơi ngủ nhiều, hơi lười. Nhưng mà em thấy những cái điều đó hình như là những người thông minh. Những người thông minh đúng không? Phải không? À dạ chắc cô ấy thông minh. Chắc chị cũng vậy. Thôi mình nói vậy lúc mình rảnh rỗi thì mình muốn được như vậy, chứ còn khi có công việc thì mình làm hết mình đúng không? Rồi, tình trường.
Tình trường em có một mối tình cách đây một năm ạ. Với lại bạn trai cũng quen nhau qua mai mối ạ. Tụi em đã đính hôn rồi nhưng mà lúc mà tiến đến hôn nhân thì có một vài trục trặc cho nên là hai bên đã hủy ạ. Hủy luôn à, là mình đã chia tay được bao lâu rồi em? Dạ một năm luôn ạ. Em có thể cho biết cái nguyên nhân chính? Nguyên nhân chính đó là tại vì khi yêu em nghĩ là một cái gì đó nó màu hồng hơn. Rồi đến khi mà hôn nhân thì có nhiều vấn đề phải giải quyết hơn. Thì lúc đó hai người đã không có những cái tiếng nói chung cho nên là em quyết định. Nhưng mà trước khi đi đến cái quyết định mà đính hôn với nhau thì hai bạn tìm hiểu nhau trong thời gian bao lâu? Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau cũng khoảng mấy tháng. Chắc là có lẽ hơi bị vội quá đúng không? Hơi nhanh. Mà thật ra đó cũng là một cái để mình rút kinh nghiệm, để cho cái lần sau thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Cố gắng chúc em may mắn lần sau, cũng có thể là lần này nè. Chắc lần này. Ờ, à, chắc lần này à. Thế còn Tuyên? Dạ em chia sẻ, em nói chung là cũng có trải qua ba mối tình. Ba mối tình? Dạ, đầu tiên thì thời học sinh sinh viên á, cũng quen nhau một thời gian nhưng mà cũng không tới đâu. Thôi thời đó bỏ đi, cái mới nhất sau này nè. Cái thì, mà sau mối tình cuối cùng sau này thì tụi em cũng quen nhau được 3 năm. 3 năm? Dạ. Thì bạn ấy sinh năm 89, quê ở Cà Mau. Cà Mau luôn. Dạ đúng rồi, cái thời điểm đó thì em cũng hai người cũng tính đến, nhưng mà do vì cái vùng miền mọi thứ á, rồi hai gia đình nói chung là cũng có nhiều cái sự bất đồng, không đến thống nhất được với nhau. Thì sau đó bạn của em mình là đi du học ở Nhật. Đi du học xong là mình chia tay luôn hay là vẫn còn liên lạc? Dạ chia tay luôn ạ. Thế bây giờ tụi em muốn tìm một cái người bạn trai mình là người như thế nào? Em chỉ mong muốn một người bình thường thôi, nhưng mà biết chăm lo cho bạn gái của mình, hoặc là có trách nhiệm với gia đình. Tiền bạc hay là những cái vật chất hay là những cái phù phiếm thì có thể sẽ ra đi, nhưng mà em mong rằng chân thành thì ở lại. Em mong muốn điều gì ở người bạn đời của mình trong tương lai? Thực chất thì em mong một người bạn gái nói chung là sống rất đơn giản thôi, không có lè lẹt gì cả, ví dụ không sơn móng tay, không có đó là em nói thật, em mong muốn như vậy. Thì cái sở thích của mọi người thì nó cũng khác nhau, cũng thích là người đó cũng có một làn da trắng, rồi làm ở công sở văn phòng. Nói chung là bạn ấy thích một cái mẫu người trái ngược lại với chị Tường á. À, chị thấy em phù hợp rồi đó. Em cho chị mượn tấm hình của em coi. Em diễn tả cái mẫu người bạn gái của em về ngoại hình em muốn như thế nào? Em mong muốn thì nói chung là chiều cao khoảng tầm 1m55 trở xuống, tóc dài, khuôn mặt nói chung đồng tái xoan, không là mập quá. Đây, em hãy tìm cô gái ấy trong số những người này. Thật chứ là... Em muốn tìm người bạn trai sao? Hơi mạnh mẽ với lại nam tính, lại chỉnh chu một chút. Trời ơi, cái gì mới mốt lửa hình dài người thôi, cái gì một nùi vậy làm sao mà nhận ra. Đây, xin mời em hãy tìm người yêu của em ở trong mộng. Người ta nói mà, ở trên đường đời nó tới vạn nẻo đường. Hãy tìm đi em. Nói chung em thấy trong hình này thì em ấn tượng người này. Em rất ấn tượng người này. Người nào? Người này là người ôm hoa. Em ấn tượng người nào em? Em không ấn tượng được chị ơi, nhiều quá, nguyên một tốt luôn. Thôi bây giờ vậy, để cho đối phương dễ dàng nhận diện hơn nữa, mỗi người hãy nói 3 từ về bản thân mình để cho bên kia có thể nhận ra. Em cắt tóc ngắn. Rồi gì nữa? Mặc áo màu sẫm đen. Cắt tóc ngắn, áo sẫm đen, cái nữa. Vậy là đủ rồi đó. Hai cái vậy thôi hả? Rồi hết rồi. Em cho ảnh gợi ý lại cho anh tìm cái em về em coi. 3 từ để gợi ý về em cho anh tìm em coi. À, có mắt kiến ạ. Mắt kiến rồi gì nữa? Em không nhớ tấm hình đó lắm, nhưng mà em thấy giống mọi người lắm. Nói chung là em tìm đi em. Chỉ biết cô ấy có đeo mắt kiến thôi. Vậy là đúng người lúc nãy rồi đó. À, đúng người lúc nãy rồi hả? Tự tin quá. Được rồi, em đã đoán đúng. Bên đây hả? Tìm chưa? Tìm ra chưa? Thôi em đoán lại. Đâu? Thấy hả? Dạ. Gần đúng. Thôi được rồi, bây giờ muốn biết đúng hay sai, có thể chúng ta sẽ mở tấm rèm tình yêu này ra để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Rồi hai bạn hãy tự kiểm tra lại nhé. Bây giờ mọi người cứ tạm thời giữ cái hình của đối phương đi. Và bây giờ, vài phút quan trọng, các bạn hãy xem cái linh cảm của mình nãy giờ có đúng hay sai. Ồ, chào bạn. Dạ, chào anh ạ. Nhìn lại hình đi hai bạn ơi. Dạ, mém đúng ạ. Mém đúng. Em sai lắm luôn đó. Sai chứ gì nữa. Ủa, nghe bạn đeo kiếm mà. Phải không? Phải không?
Ừ. Ủa em có đeo kiếng hả? Hình như lúc đó em thấy kiếng. Cô còn lao dễ sợ lắm trời ơi trời. Thôi hai bạn chào hỏi nhau đi, chào hỏi nhau vài câu đi nè. Nói chung hôm nay tôi rất vui được tham gia chương trình và được trực tiếp với bạn mà mình mong muốn tìm kiếm bấy lâu nay á. Thì hôm nay mình thấy bạn nói chung là rất ấn tượng. Mình cảm thấy cái mẫu người mình cũng rất là thích. Chị sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nha. Đây, bây giờ chị sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ. Bây giờ trong đây trên tay chị là cầm một cái sắp bài. Ở trên này là có mỗi một cái tờ cái lá bài như vậy, có một cái yêu cầu trên đó. Bây giờ bạn nào bóc trúng không có được, tại vì cái quy định nó vậy rồi. Đưa tay qua đi em. Dạ hả? Thôi cảm ơn, nói chúng ta là đi. Hãy hôn tay người đối diện, đưa xa ra để cổ khỏi mắt công của chồm. Tức là em phải đưa tay qua cho cổ. Em đưa tay qua cho bạn đúng không? Bạn phải hôn tay em cho nên là em phải đưa dài ra. Em ơi, anh đưa tay rồi. Hai chị. Ủa, đã nói có chơi có chịu mà tôi đâu có biết đâu. Hai đổi thì không sao. Không được, không có được. Quy định như vậy rồi. Đưa cái tay sẽ đen xì lì qua. Anh vậy cho em bắt tay đi. Em bắt tay là em sẽ cảm nhận. Không có được. Hãy hôn. Chơi có chịu đi. Cọ cọ vô cái lông rồi vô râu nhột dữ nữa. Cảm nhận như thế nào? Tay rất là rám nắng và mạnh mẽ. Thích không? Em cũng chịu. Em cũng chịu. Thôi như vậy được rồi. Bây giờ là hẹn hò ăn trưa mà, cho nên phải ăn đúng không? Bây giờ Tường đã có order sẵn đồ ăn cho mọi người rồi. Hôm nay là Tường có gọi, tại vì mình ở đây quán cà phê, cho nên là để tiện lợi cho những cặp đôi yêu nhau mà nhanh lẹ. Ăn xong mình đi coi phim luôn, lên rạp Cinebox coi phim luôn. Chị sẽ gọi thức ăn nhanh ở quán Mr. Steak ở ngoài 119 Đề Thám, gọi đến đây rồi. Bây giờ chị đem lên cho các em ăn. Ăn xong rồi mình trải nghiệm món ăn nó như thế nào, rồi mình sẽ tiếp tục trò chuyện. Rồi, và đây trên mặt hai bạn là món ăn có tên gọi là cơm bò sốt cay Hàn Quốc. Đó, của món Mr. Steak. Cái món này là cái món Tường khoái khẩu nhất đó. Mọi người có thể gọi số điện thoại là 028 627 54069. Chỉ cần 15 phút sau đồ ăn sẽ đến tận nơi để cho chúng ta ăn. Thưởng thức đi em. Mời em đi em. Dạ em mời anh. Thôi thì bây giờ ta sẽ đi ra ngoài. Tường sẽ cho hai bạn 15 phút ngồi ăn và trò chuyện với nhau nha. Tạm biệt ha. Một chút xíu quay trở lại. Cái khẩu vị của em ăn, em thường ăn theo hình thức là ngọt hay là vừa hay là mặn em? Em ở trong miền Nam cho nên là ăn những cái món ăn thì dễ ăn thôi ạ. Là cái món nào thì em cũng ăn được ạ. Nhưng mà hình như là anh là ở miền Trung đúng không ạ? Đúng rồi. Miền Trung thì em thấy là hình như là thích mặn hay ngọt ạ? Như thích mặn đúng không? Đúng rồi, thích mặn hơn. Nhưng mà anh thì nói chung ăn uống cũng dễ ăn thôi. Mình vừa ăn vừa nói chuyện đi, không sao đâu. Nói chung là trao đổi mình. Nói chung hôm nay thấy tham gia chương trình này á, thấy vừa ăn ở đây cũng nhận cũng thấy ngạc nhiên. Thật sự ngạc nhiên thiệt luôn á. Dạ. Anh có câu gì hỏi em không? Thật chất thì anh cũng muốn thấy cái phong thái của em có cái tướng nó tốt á. Nói chung sau này rất tốt về sau, anh thấy như vậy đó. Cái tướng người á, không cái tính cách, cái nói chung mọi người thì mọi phương trời do giờ gặp nhau, nói chung là cái sự đồng điều nói như thế nào cũng chưa biết được. Thật chất mà nói, anh làm bên bất động sản là nó là công ty hay là để anh có công ty để nói anh làm nói chung cũng về dịch vụ chủ yếu rồi các tìm các quỹ đất cho các nhà đầu tư phát triển dự án đó. Thì em cũng làm bên mảng đó, thì mai mốt có gì mà em cần tư vấn về đất đai hay gì em có thể liên hệ với anh không? Ok, rất vui được làm quen như vậy đó. Hợp tác. Dạ. Còn vậy thì hiện tại bây giờ em ở thành phố hay là đi làm mà về đến đấy? Em đi làm là em đi bằng xe buýt. Em cứ đi đến chỗ làm xong rồi chiều thì đi về. Ủa sắp Tết rồi anh có về nhà không? Anh thì có đặt vé rồi. Thế rồi? Đặt vé cách đây hơn một tháng.
Nếu mà gặp em sớm chắc anh cũng đặt vé rồi. Hoặc đặt thêm vé đúng không? Mời em về quê Hà Tĩnh, miền Trung thì chơi như thế chị biết hả? Nếu em không kịp. Vậy Tết này em đi luôn được không? Ok em. Trân trọng mời luôn. Xong rồi. Sao rồi, sao rồi, ngon không? Dạ. Hồi đó giờ ăn món này lần nào chưa? Dạ lần đầu tiên á. Cay không? À, cũng không cay lắm. Nhưng không mà cay hơi, lắm. Hơi ngọt một xíu. Hơi ngọt. Dạ. Còn em thấy mùi vị như thế nào? Em thấy cũng dễ ăn, với lại em thích món bò. Thích bò à? Dạ. Bò nó mềm mềm, nó thơm, nó ngon đúng không? Tôi nhắc bạn một điều quan trọng luôn á. Dạ. Bạn còn quên một điều quan trọng lắm luôn á, ráng dạ, nhớ lại coi. Nhớ nhưng mà giờ lỡ rồi. Chẳng lỡ rồi thì cũng phải làm chứ. Ăn đi. Hoa luôn thôi. Mày xin đẹp chị. Trời ơi, còn chờ đợi gì nữa. Anh tới tham gia chương trình thì nói cũng có món quà tặng cho. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em luôn khỏe mạnh và thành công trong lĩnh vực công việc. Dạ em cũng cảm ơn anh. Em cũng rất là vui khi mà được gặp một người bạn như anh, với lại mà cùng một cái ngành nghề nữa. Anh cũng có thể hỗ trợ em sau này nữa. Thì em dạ. Chưa có cho bắt nắm gì đâu. Về chỗ đi, tôi chưa có cho nắm gì đâu. Mà nắm hồi nãy kêu hung tay thì không chịu hung, bây giờ tràn qua nắm tay. Không phải đánh lắm. Ví dụ mà em thấy đồng ý thì em muốn tìm hiểu bao lâu thì em mới tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là chắc khoảng 1 năm ạ. Khoảng 1 năm. Em thì thấy như thế nào? Em thì em quan điểm là khoảng tầm 3 tháng được rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là hai người đều phải trải lòng, tức là phải chia sẻ thật sự á, chân thành. Chị sẽ cho em một cái ưu tiên, cho em bóc một lá bài lại, em đồng ý không? Lần này hên xui mới rủi nha, bóc cái gì phải làm cái nấy nha. Ok, mời em. Đỏ nha chị. Rồi đỏ đi cho nó hên. Đọc lên, lớn lên. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Ví dụ như em chụp hình đó, em làm gì cho nó đẹp, cho nó dễ thương. Hoặc là em nhõng nhẽo gì đó với ảnh thử coi. Anh thấy em vậy là được rồi. Ok, tuyệt vời em. Tuyệt vời em hả? Rồi. Ok, thôi bây giờ tôi nghĩ là cũng đủ thời gian để mà trò chuyện rồi. Bây giờ chốt lại, mỗi người có thể nói với nhau một câu để tỏ tình hay để thể hiện cảm xúc của mình, hay nói lên suy nghĩ của mình, hoặc có thể hát, đọc thơ hay là một cái món quà gì đó tặng cho đối phương trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai. Thực chất thì em cũng thích âm nhạc nhưng mà em ít khi mà hát hò lắm. Vậy thì em nói. Anh cũng rất là vui và gặp được một người bạn gái như em. Thật sự là anh cũng rất là hài lòng. Và anh cũng hy vọng rằng là chúng ta có những cái kết nối về sau này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Theo quan điểm của anh á, thì để đi đến được một tình yêu á, đầu tiên là phải có cảm xúc. Mà anh thật ra mình có cảm xúc với em. Thật sự nói. Em gái muốn nói gì với ảnh không? Ảnh không hát được, vậy để em hát. Rồi. Mời em. À, em sẽ hát 2 câu thôi ạ. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không xoa phai nhòa. Ok, về hay em, nội dung của ảnh. Có hiểu được nội dung của câu hát không? Tự nhiên là anh cảm giác là em một người con gái nói chung cũng chịu một cái số cái cảm xúc rất là lớn. Trong một nơi thì nói chung là hy vọng là em sẽ sớm giải tỏa cái vấn đề đó để tiếp tục một cái vấn đề mới. Rồi, chúc mừng hai bạn, về là quá đủ rồi ha. Bây giờ tôi muốn hai bạn hãy nhắm mắt lại, đặt tay vào nút bấm. Tường đếm từ 1 đến 3, các bạn hãy đưa ra quyết định của mình. Nếu các bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau, hai người sẽ cùng nhắm tay nhau ra về. Nếu như các bạn không bấm nút hẹn hò với nhau cũng không sao, hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Hai bạn vẫn sẽ có cơ hội lần sau, vì các bạn sẽ được tặng một cái voucher để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò offline để tìm kiếm một nửa của mình. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. 1 2 3. Rồi, chúc mừng hai bạn, đứng lên thôi. Nào, bây giờ qua đây. Bây giờ mới được chính thức nắm tay nhau nha. Quà tặng dành cho hai bạn khi đã bấm nút hẹn hò với nhau, đó là một cái vé xem phim tại Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng hai bạn. Ăn no rồi, bây giờ chúng ta có thể lên tầng trên để xem phim. Những bộ phim rất hay và rất lãng mạn. Cảm ơn chị. Rồi, chúc mừng hai bạn.